Ôi, anh không nhanh sang chơi à? Đấy, anh không quạt nhà này. Làm sao chị lại có nhà không này? Ôi, em quạt, em quạt nhà một tí chứ không á. Thằng Dung với cả là con nào nó thẳng chịu. Bây giờ thì cả nhà bẩn lắm, anh ạ, không chịu được. Kệ chúng nó khỏe mạnh, cho chúng nó làm mấy cái việc này. Mình bây giờ mình mới đẻ xong, mình nghỉ ngơi đi. Sang đây mình nghỉ ngơi mà. Anh có quạt sang cho em ấy sữa lắm. Thì hôm qua thằng Thông với cả mình nó kể lại đấy này, mày sang bên này. Mà sang bên này kiểu gì mà để chúng nó giờ chúng nó không được dùng quạt, bắt dùng quạt tay. Con nó bảo là thời gian nào rồi. Bọn nó bảo là quạt bọn nó là không cho em dùng. Thế là em bảo là thôi, để đợi Bình mua hộ cái quạt cho con chưa mua được. Trời, bây giờ sang đây viết gì? Làm sao? Quạt xác cơ. Một quạt mới à? Đây vẫn chạy con này. Chạy mà anh. Đây là nát rồi. Ơ, đi con nhà mất tiền rồi. Nhà mất tiền rồi. Con này. Con chó này. Mày quạt áo bỏ phải chứ. Mất tiền rồi. Mất tiền rồi. Mà mày làm gì hả? Mày ra ngoài luôn. Nhà tao không chịu đâu. Mày bỏ đâu hả? Mày cút về nhà tao. Này mày làm gì? Mày làm gì hả? Mày chứ làm sao? Đi ra khỏi nhà tao. Này làm gì? Nhà mất tiền rồi. Nhà mất tiền rồi. Nghèo khó đi lên sang giàu, thì ta phải biết quý đồng tiền sương màu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tìm, người xem thường ta nhất chính là người thôi. Sang xem thì thưa có nhà không? Đây anh mới mua quạt cho anh mua quạt xem cho Dương. Đấy bảo bên đấy chứ chúng nó không có dùng quạt, bắt dùng quạt tay cơ. Bọn nó không làm mà anh. Thôi bây giờ đem quạt cho chị Thư đi. Giờ bé sữa phải cần mát. Nhưng bây giờ cái con bây giờ không... Đấy là chúng mình vô hè. Anh ạ. Chị ạ. Ô, anh không nhanh sang chơi à? Đấy, anh không quạt à? Làm sao chị lại có nhà không này? Ôi, em quạt, em quạt nhà một tí chứ không á. Thằng Dung với cả là con nào nó thẳng chịu. Bây giờ thì cả nhà bẩn lắm, anh ạ, không chịu được. Kệ chúng nó khỏe mạnh, cho chúng nó làm mấy cái việc này. Mình bây giờ mình mới đẻ xong, mình nghỉ ngơi đi. Sang đây mình nghỉ ngơi mà. Cứ phải sang đây mình ném oxy cho chúng nó đâu. Một suốt ngày phải dọn lại cái gì. Ngồi chỉ để cho nó làm đi. Ăn đám hay không, ở đây là cái nhà của mình, nhà của mày. Giờ mày cũng phải đẻ ra đây con cái trong nhà chứ. Tao phải đối xử cho mày, nó phải cho nó phải cho sòng phẳng cả hai bên chứ. Không, bố em mà đây, bố em đối xử tốt với em mà cũng chiều sữa lắm, cũng thích sữa lắm. Nên là không có gì đâu anh ạ, không sợ đâu. Anh có quạt sang cho em ấy sữa lắm. Thì hôm qua thằng Thông với cả mình nó kể lại đấy này, mày sang bên này. Mà sang bên này kiểu gì mà để chúng nó giờ chúng nó không có dùng quạt, bắt dùng quạt tay. Bọn nó bảo là thời gian nào rồi. Bọn nó bảo là quạt bọn nó là không cho em dùng. Thế là em bảo là thôi, để đợi Bình mua hộ cái quạt cho con chưa mua được. Thì đấy bây giờ con mua cho chị đấy chị. Ta dùng điều hòa hết rồi chứ không phải dùng quạt đâu. Còn sang đây chúng nó đối xử như vậy cho con này đấy. Không tình người theo chị ruột nó như vậy. Em chăm chăm như hai nó. Thì đây. Ôi trời. Bây giờ sang đây viết gì? Làm sao? Một quạt mới à? Tao mua cho em bé nhá, chứ không phải tao mua cho mày. Không, tao ỉa vào, tao làm đi hoài, chứ tao làm gì quạt chút lắm là để cái gì đấy kẹp ấy. Phòng vợ chồng tao ấy, đúng mà. Làm sướng hơn. Sao mày đều là con người, mà sao mày không biết suy nghĩ gì à, hả? Chúng mày làm điều hòa để cho chị mày này, để cho cháu mày, để ngon lắm thế. Đây nhà tao nằm, tao ngủ đi mà. Nhưng mà nhà tao bỏ tiền ra, tao ấy cơ mà. Mày không có tình hả? Có tiền bỏ ra không mà làm cái gì nữa. Đây, ta mua xe đây để cho hai đứa khai khai con nó làm đây. Chứ sao nó làm gì đó? Đây như chúng mày nhá, đừng hòng vào cái quần này. Ơ, thế nó động ý, cứ đẻ xong ra quần thì lách để nào đâu. Chính là đẻ lách có khi đi xe mày công chiếu, đi ăn trộm thì mày đang đi bán đi lên, đừng ở đây mà tiền lách. Anh nhớ rồi, thôi chúng mày đừng có mất tài gì thế đi. Thế giờ anh tao sang nói chuyện với cả là tao, tức là thăm cháu bé, sao chúng mày cứ sang chúng mày với mẹ nhỏ. Thế bảo ba xem nó nói chuyện thực tế chưa? Nó tôn trọng vào chuyện tôi chưa? Mày tôi chọn m*** đó hả? Tôi là tôi hỏi nào, con quả sang đây là hỏi nào, con mới là tôi còn có anh mẹ đây. Này, riêng hai dạy chúng mày không bao giờ được tôn trọng luôn kìa. Xin lỗi luôn nhá, đây là dạy nhà chúng mày rồi, tao bây giờ tao mới lùi bước lại nhá. Còn hai đứa mày ra vào đường nha, tao xúc tao trẻ mặt. Em mày nói kinh gì đấy? Này, tao tôn trọng tao mới làm nào mà. Mày đừng ăn nói thế. Tại sao mày bắt được cái thôi, tôn trọng mày. Mà thử xem con chạy con mới. Đây, bắt chạy con này. Con chạy mà anh.
sát rồi. Vâng. Ơ, đi công viên này vậy, nhà mất tiền rồi. Nhà mất tiền rồi. Con này. Con chó này. Mà đáng bỏ phải chứ. Mất tiền rồi. Mất tiền rồi. Nhà chúng mày vừa phải thôi. Tiền ăn mẹ rồi, dùng tiền điện. Đâu? Có tiền đâu dùng đâu tiền điện được không? Hả? Sao đây lấy cái quả sang đây mà có tiền đóng đâu nếu. Nhà đã tiền rồi, còn mẹ thích gì đâu. Chúng mày có tắt cầu dao này từ mai không? Mai ra gì? Tao xem chúng mày có tắt. Tao bao giờ ta dùng bọn tao mở đây. Chúng mày có tắt từ mai thì tắt nhá. Bao giờ bọn tao ở nhà bọn tao mở lên còn lâu nhá. Tao ở nhà vào đâu? Chưa thấy ai hiểu với chúng mày đấy. Người ta mang quạt sang để mà nằm mát cho cháu xuống một tí thôi. Mà chúng mày cắt người ta bởi người ta không hiểu chúng mày nghĩ cái gì. Nhà cô không có tiền làm cái điện. Tiền người ta đóng được, tao không ăn bám chúng mày. Gấp tiền đi ăn chi là điện. Mẹ hàng bám mình thì không có ăn. Hàng bám đem thì chúng mày. Gia đình tao lo, hiểu không? Ăn là chúng mày đừng mở mồm ra nói như thế. Từ hôm nay về đây, tao chưa được một đồng tiền nào của chúng mày hết nhá. Cái thằng nhà cô cũng không thích kìa, cho điện miễn phí, điện miễn phí, hoa phí đâu. Thế nào là hoa phí, tiền này, tiền điện chắc gì mày đã đóng hả, không tháo tao. Chả liên quan đến mày, thằng nói không anh, tao nói không định đi báo cáo mày. Vợ chồng của tao còn thế này. Vừa này cũng là đều là chị em với nhau, hả, đều là con gái trong nhà. Vừa phải phải nữa chứ. Thì bây giờ ông đóng đồng đi tất cả luôn. Nhà tao thích làm gì tao làm, không bảo đến mày đâu. Ôi giời, chú mang cái quạt này nào chị mang vào cho mẹ sửa đi. Thì bao nhiêu không tìm cắt dây điện luôn. Ôi mẹ im mồm đi, mẹ làm gì. Chưa xin phép tao. Gì? Mẹ mồm à. Chưa xin phép tao làm gì. Mẹ mồm à. 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 Mẹ mồm thì ta phải biết quý đông tiền sương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình, bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau. Một ngày nào đó khi ta không tiền, mày bỏ đâu hả? Mày cút về nhà tao. Này mày làm gì? Không. Làm gì hả? Đi ra khỏi nhà tao. Đây là nhà. Mày chỉ làm sao? Đi ra khỏi nhà tao. Đi ra. Này mày làm gì? Làm gì? Mày làm gì hả? Gặp mày hiểu không? Nó sang chủ yếu thăm hai mẹ con nó thôi. Thăm hai mẹ con nó thì gọi ra ngoài đường mà thăm nhỉ? Này được sao ấy mà muốn thăm bà Thư ấy thì hẹn bà Thư ra đây mà xăm nhá. Ra ngoài đường đây này. Nhà tao thì mày vào. Mẹ bước vào nhà tao mà thăm. Này chúng mày đừng khốn nạn nữa nhá. Nhà chúng mày nên nhớ đấy nhá, chúng mày chửi bước ra ngoài đường em. Tao ra ngoài đường này. Ra ngoài đường này. Tao ra ngoài đường rồi. Mày ơi. Ra ngoài đường này. Ra ngoài đường. Bọn này khốn nạn mà, đánh nó làm gì? Bọn anh ơi. Đập xe mày không? Bước ra ngoài đường thử coi. Cút khỏi nhà tao, cút đi lên. Nhưng mà đừng có để cái đồ gì trong nhà tao. Bẩn nhà tao ra như cái loài rác rưởi thế. Thôi anh ơi, anh đừng chấp với cái bọn này. Chúng nó lắm mồm anh ạ, thôi anh đi về. Thôi đi vào đi anh đấy. Chị đi vào đi ạ. Mày khốn nạn không? Bẩn nhà tao. Đúng đây. Này, mày làm gì vậy hả? Có nạn vừa thôi. Nát luôn đây. Đi ra khỏi nhà tao luôn. Tao đeo gì đây? Có nạn rồi anh ạ. Mày cái quạt xe cũng không yên. Bọn chó chết thật. Mang sang cho chị Thư dùng. À, mang sang cho nó. Đúng rồi. Rồi. Có nạn thật. Có khi tao nghĩ là có khi mai cái quạt này chúng nó mang đi bán ấy. Đấy cái gì nó chả đi bán à anh? Bây giờ phải giờ sao đây? Giờ nếu mà nó bán này giờ cũng quả đâu mà cho bé sửa nó nằm ngủ. Thì bây giờ chẳng nhẽ bây giờ lại đi mua tiếp và càng mua bao nhiêu nó bán bấy nhiêu mà. Bây giờ sao để nếu hiểu để gì nó đi, người để cho đón cái Thư về thôi. Bọn này không có tình người đấy anh ạ. Thôi đi về đi anh ạ. Đi về. Ừ.